là sao vậy? Nó nói gì đi giao cá mà không thể được. Mẹ, nó mẹ không thể làm chết được, nó không thể làm chết được. Chị nói sao con không hiểu? Cái gì mà anh Huy chết? Đúng rồi, tôi nói cho mọi người biết đi. Thằng Huy không chết đúng không? Thằng Huy không chết đúng không? Mẹ, thôi đi, chuyện này là sao? Anh Huy anh chết rồi. Thôi em đi. Thôi, không quay. Con. Cậu không được xuống dưới đó, ông chủ làm gì vậy? Cho tôi xuống dưới đi, tôi chết cũng không sao rồi. Tôi không thể nào để mẹ tôi sống dở chết dở như vậy được. Đúng, nghĩ một mà không biết nghĩ mười. Bây giờ mọi chuyện mà lộ ra là chết chùm cả đám. Bình tĩnh lại, đây không phải là lúc để cảm xúc cá nhân ngớ ngác được. Bình tĩnh lại. Hết chuyện rồi, về đi. Không, để tôi xuống dưới họ đi. Đứng lại. Cậu mà xuống dưới đó, người tụi nó muốn giết đầu tiên là cậu, rồi sau đó lần lượt tới những người thân trong gia đình của cậu. Cậu nghĩ là cậu qua bên đó cậu sẽ đoàn tụ với gia đình của mình hả? Còn lâu, không như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu đoàn tụ dưới mặt đất kìa, cậu mà chết rồi thì làm sao biết được tụi nó là ai? Bình tĩnh lại. Chị Thư, chị Thư ơi, chị Thư. Chị Thư ơi, đỡ mẹ. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.